Đây là món ăn ngon lành cho buổi trưa, không thể chờ để bắt đầu dùng bữa. Nó bắt đầu lăn đi, nhưng sư tử con đã cứu nguy. Đặt trái dưa hấu vào chỗ này. Orcy nhỏ bắt đầu vỗ tay. Dùng cái mũ khổng lồ này, nó đã sẵn sàng. Đơn giản như vậy. Hai đứa trẻ bắt đầu thưởng thức món tráng miệng ngon hết mức. Sau khi ăn sạch từng mảnh, chúng cần một giấc ngủ ngon lành. Kiểm tra tủ lạnh. Ôi không thể nào, dưa hấu biến mất rồi sao? Chúng ta phải làm gì đó ngay. Keo siêu dính sẽ làm tròn vai. Mình không thể đi quá xa. À, người ở đây à? Mọi người, đến giờ ăn rồi. Hey, đã xảy ra chuyện gì với đồ ăn của chúng tôi? Các con đã làm gì vậy? Hai đứa hãy nói sự thật ngay. Con sẽ mang cái này tới. Chúng ta sẽ tạo ra một loại snack hoàn toàn mới. Đầu tiên, để táo vào đây. Việc xay bắt đầu ngay. Dầu mình yêu thích nhất đấy. Ok, giờ thì chỉ cần xay phần còn lại. Giờ đến lúc mọi người ngạc nhiên. Snack cầu vồng ngon miệng. Ừ, chúng thật đáng yêu đấy. Chúng ta thích loại trái cây cầu vồng này. Chúng thật ngon và vui tươi. À, cảm ơn mọi người. Sư tử bố có một chuyến đi dạo. Sư tử con, chúng ta nên ẩn náu. Đến lúc ăn khoai tây chiên thơm ngon. À, thôi nào các con, ăn hết chúng trong một lần. Ai, thật không thể chấp nhận. Nếu con cũng muốn ăn nò, đào đi bạn nhỏ. Khoai tây ở trong đất làm Orcy bay đi mất. Việc xúc cạc chậm quá. Máy móc là cách hiệu quả. Cái này nhanh hơn nhiều phương án khác. Mình là một chuyên gia canh tác. Giờ hãy xem màn ảo thuật của mình. Thu hoạch khoai tây siêu đỉnh. Việc này thật vui. Chẳng bao lâu nữa sẽ xong xuôi. Đến lúc gọt để làm bữa ăn thật ngon ngọt. Điều này quá chậm rãi. Đây là cách tốt hơn này. Với dây cao su này, khoai tây chiên nhanh nhất ở khắp nơi đấy. Bắn chúng. 1, 2, 3. Đi. Xong rồi. Yippee. Khi miếng cuối cùng bay xa, còn gì để làm không ta? Rồi Orcy nhỏ thực hiện, biến mọi thứ thành đồ chiên. Bắt tất cả thức ăn màu sắc. Anh bạn ơi, trông thật bắt mắt. Bữa ăn không thể ngừng lại. Rắc chút muối lên trên này. Oh, tuy nhiên mình không thể đợi. Wow, thực sự tuyệt vời. Nén trứng lên không khí. Hey, ta có thể thử không nhỉ? Không được. Sư tử nhỏ, chúng ta đi trước. Trèo lên trên Orcy để mở cửa. Mình sắp không trụ được nữa. Giữ thăng bằng bằng cách nghiêng qua lại. Bố Orcy nhìn thấy đầy sợ hãi. Bố Orcy đỡ viên kẹo lại. Bố ơi, xin hãy cho chúng con một cái. Đây, mỗi đứa một cái thôi đây. Mình không thể cưỡng lại sự thơm ngon này. Sư tử lại chỉ thích nghịch ngợm thôi. Ôi không, kẹo dẻo bay mất rồi. Đây là máy gì vậy? Thử ấn vào cái nút này. Kẹo dẻo bông đã xuất hiện. Hương vị thật ngon miệng. Hãy cho chúng mình thử một chút. Cả ba cùng cho vào một lúc. Kẹo dẻo cầu vồng đây. Yay! Chia cho mỗi bạn một cây. Không được ăn món ăn độc hại này. Bố Orcy bình tĩnh nghe con nói. Kẹo bông được làm từ kẹo dẻo thôi. Orcy mang thật nhiều kẹo dẻo tới. Ôi không, kẹo dẻo đã trở thành bể bơi. Kẹo bông cuốn trôi chúng ta đi mất. Trôi đi trong lòng đất. Việc này cũng thú vị đấy chứ. Đáp xuống ở văn phòng bố sư tử. Chúng mình cùng bố đi làm hôm nay. Điều này thật vui. Yeah. Nhưng chúng ta đã tạo ra một mớ lộn xộn. Nếu chúng ta ở nhà thì chắc đã ổn. Sư tử con cần dừng lại ngay. Hả? Máy tính sách tay. Sếp đã đến, ôi chết rồi. Sư tử bố, bạn phải rời khỏi. Đây là ngày cuối mình ở công ty. Mẹ sư tử sẽ nói gì nhỉ? Daddy, chúng ta có thể dừng lại tại cửa hàng hamburger ngon lành này. Xin bố cho chúng con thử một chút. Xin lỗi các con, hôm nay không phải lúc. Chúng ta không có tiền mua bánh. Thôi thì chúng ta nên về nhanh. Bụng con thực sự cần thức ăn ngon. Được rồi, đợi chút nhé các bé con. Những quả táo ngon lành cho bữa trưa này. Và chuối, cả một nải, một quả dứa mọng nước, một thứ nữa. Cái này sẽ làm được. Trái cây xếp lên nhau như này. Cho chúng con đi, chúng con muốn thử nó ngay. Trong khi sư tử con bắt đầu nhai, Orcy nhỏ cũng muốn thử một cái. Bánh sandwich hoa quả trông thật ngọt ngào. Người xếp hàng đợi tăng cao, những đồng xu lợi nhuận khá nhiều. Ông chủ đến cửa hiệu, ta muốn một cái ngay lập tức. Mình sẽ thêm vào đó một chiêu thức. Khi ông ấy cắn miếng đầu tiên, có vấn đề gì đó được phát hiện. Mình vẫn đói bụng. Di chuyển trên một chiếc limousine lộng lẫy, những bộ quần áo xấu nhất mà con từng thấy. Không, con không hợp những cái này. Đấy, cho các người đấy. Nhìn kìa, một chiếc váy lộng lẫy. Wow, bạn có thể lấy đó, tôi nghĩ vậy. Còn không hợp với chiếc váy này, nhưng bạn có thể nhận một ít chất nhầy. Chúng mình tới rồi đây. Những người bạn hét to. Có chuyện gì xảy ra trong đó? Chỉ cần một chiếc vương miện nữa là được. Người đổ như chút nước. Buổi tiệc này sẽ là tuyệt vời nhất. Chúng ta không muốn váy mình dính bùn đất. Hai bạn ơi, chờ một tí. Mình biết chính xác phải làm gì. Đặt chiếc lá này ở đúng nơi, tạo ra một chiếc ghế tuyệt vời. Vào trong đi, đừng ngần ngại. Mọi người đều thích chuyến đi này. Bây giờ khi chúng ta tới cửa, họ không còn cần mình nữa. Chị sư tử, không sao cả. Chúng mình muốn bạn cùng tham gia. Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc vui, phải thay đổi trang phục thôi. Xin lỗi cậu vì đã làm bẩn sàn. Không sao, đây là của bạn. Với đôi giày trên chân mình, bộ trang phục đã hoàn chỉnh. Hai chiếc limousine đang vội vã trên đường. Một chiếc bằng vàng và một chiếc bình thường. Đàn chim bay lên trời. Quần áo bố mẹ bị bẩn và tả tơi. Chúng thải phân bừa bãi. Sư tử buồn bã và sợ hãi. Tại cổng hoa, nơi nghỉ lễ diễn ra. Trông bẩn quá. Mẹ sư tử quay lại và đi xa. Một sáng kiến đã được nghĩ ra. Phải thực hiện ngay và luôn. Lấy tượng cô dâu chú rể xuống. Bố mẹ mặc vào nha. Nhưng bộ trang phục nhỏ quá. Mẹ cố kéo giãn ra, nhưng chúng sớm đã tan rã. Cỡ kẹo ra thành công. Vỏ kẹo che lỗ hổng. Mình đã nghĩ ra ý tưởng. Lấy keo theo và cây sơn tường. Chết keo lên cây sơn nhé. Sơn keo đầy người bố mẹ. Phủ đầy người bố mẹ bằng pháo hoa. Dán lỗ hổng này lại nha. Bố mẹ rất mừng rỡ. Ôi không, ổ bánh đã bị lũ chim phá vỡ. Bố Orcy nhìn thấy và cười to. Chụp một tấm ảnh bằng đèn flash chói lóa. Đứng lại ngay. Những người mặc đẹp hãy xem đây. Mình biết điệu nhảy chị Tư này. Lắc lư nhấp nhô thân mình, hệt như trong truyền hình. Điệu nhảy xấu quá. Sư tử em buồn bã. Liệu chúng ta có thể cùng nhảy? Không thể tin điều tôi đang thấy. 1, 2, sau đó quay. Này, tôi cũng muốn cùng nhảy. Tôi phải đi đâu? Theo còn thật là xấu. Wow, điều nhảy tuyệt quá. Có quá nhiều người tham gia. Xin hãy cho tôi đi ngang. Tôi không muốn nhảy với các bạn. Ngày càng nhiều người đang nhảy. Rời khỏi sàn nhảy ngay. Điều này không trong dự định. Tay nhỏ hãy giúp mình. Mình sẽ khiến họ sợ. Nhưng có một tình huống bất ngờ. Bàn tay xinh xắn trong chiếc găng. Tay nhỏ đã cảm nắng. Bàn tay nhỏ chạy xa. Thật không phải ngày của mình mà. Mình biết phải làm gì rồi. Thử một điều mới thôi. Đến cửa hàng ngay lập tức. Và trở nên rực rỡ hết mức. Wow, tôi ổn mà. Xin hãy cho tôi qua. Bài hát mình thích nhất là đây. Ta có thể nhảy cả đêm nay. Wow, trời nắng chói chang. Ước gì đêm tối buông màn. Một chỗ mát mẻ tuyệt vời. Hồ nước xanh mát thích ghê. Nơi này làm mình thích mê. kim tự tháp, cần bóng râm. Mình sợ đây là một sai lầm. Cách duy nhất để cải thiện, kim tự tháp phải di chuyển đầy hết sức có thể, nhưng nó vẫn cứ thế. Bụi ma thuật sẽ giúp ta. Hãy nhanh di chuyển ngôi nhà. Cả một ngày mệt nhoài. Ồ, gió thổi bay hết rồi. Ước gì ngày trôi nhanh chóng. Xác gấp, bạn cần giúp không? Sư tử, bạn rất mạnh mẽ, giúp mình di chuyển nhé. Dây thừng sắp rách rồi. Ta thử cách khác thôi. Kiến nhỏ xinh quá. Họ đang vận chuyển hoa quả. Mang quả đi, xem thử nhá. Liệu họ có giúp chuyển nhà? Wow, kiến con thật dẻo dai. Việc này sẽ xong ngay. Kim tự tháp trong không gian. Chèn cây tre đi ngang. Giờ kim tự tháp có thể lăn. Cảm ơn thanh tre nhỏ nhắn. Xác ướp an toàn dưới bóng râm này. Giờ là lúc thư giãn đây. Bãi biển ở phía này. Niềm vui hè đã đến tay. Ghế đó là của ta. Cố lên sư tử, ha ha. Đưa cái ván vào trước. Nhưng mình không vô được. Bạn nên giảm cân đi. Mạnh mẽ thật đáng quý. Chiếc ghế này mình đã sở hữu nó. Bạn hãy đi bên đó. Cách xa quá đây. Ngày của gấu trúc không phải là hôm nay. À, uống một ngụm nước thơm ngon. Bạn thật sự bốc mùi sư tử con. Đồ uống của mình hết rồi. Lấy thêm một cái thôi. Thưởng thức món ngon không bạn tôi? Được thôi. Gấu trúc ngồi và thất vọng. Ngày mai liệu có khó khăn không? Anh ấy thử lại một lần. Vì anh ấy xuống cân. Ha ha, mình sẽ thắng bạn. Nhưng gấu trúc chạy qua dễ dàng. Cuối cùng mình cũng lấy được chỗ ngồi. Vụt mất vì không khí rồi. Gấu trúc đáng thương kêu la. Mình đang ở cao quá. Mình cần dùng con diều để cải thiện mọi điều. Kéo bạn xuống nhẹ nhàng và chậm rãi. Có đói không? Đây này, không thích tập thể dục. Thưởng thức bánh khi kết thúc. Gấu trúc, bạn đã hoàn thành. Giờ chúng ta đều khỏe mạnh. Chỉ có một chiếc xe duy nhất và của mình tất. Không thể kéo thanh cản sang hai hướng. Đã đến lúc tận hưởng. Nước bắn lên không trung. Mình đã thắng thật công bằng và không lợi dụng.